Alo, chào quý vị và các bạn. Quý vị các bạn coi nhà nhiều, hôm nay Kevin dẫn quý vị đi coi Kevin list cái shopping center này để cho thuê nha. Kevin là real estate broker tại Houston, Texas. Nếu mà quý vị mới lần đầu coi channel của Kevin thì Kevin làm về bất động sản, tất cả mua bán nhà rồi shopping center, quản lý cho thuê và nhà. Nếu quý vị mới lần đầu coi thì quý vị có Kevin làm rất là nhiều những cái để đem cho tất cả mọi người. Thì nếu quý vị nào mà mới lần đầu vô, quý vị thích thì quý vị cứ like hoặc subscribe một cái để cho mình có ra video thì sẽ coi, quý vị sẽ nhìn thấy và coi tiếp. Ok, mình bước vô trong đây, quý vị thấy không, cái space này á, nó bây giờ mình cho thuê nó chỉ là một cái khung thôi, nó chưa có gì hết. Trước khi mình thuê á, thì cái người thuê đó là họ sẽ vô đây, họ sẽ chọn cái chỗ thuê. Tại bên đây nó có một cửa, bên đây có một cửa, thì nhiều khi họ lấy hết cái này á, thì tùy theo những người thích thì người chủ sẽ có cái giá và người chủ sẽ có thể cho thêm tiền để họ xây cái này, tùy theo cái giá của, tùy theo cái business mà họ chọn để họ xây. Xung quanh ở đây á, là nó trống lỏng như vậy hết luôn á. Thông thường mà mình đi mướn một cái space mới á, là đa số là cái space nó trống lỏng như vậy. Thì để mình chọn cái business của mình để mình xây. Chiều ngang của nó cũng dài, chiều dài 60 mấy feet mà. Biết sao không? Chỗ này, chỗ da yeah. bên kế bên đây nó có thì anh nghĩ là nếu mà họ lấy cái này, tại bên biết sao cái này nó có một đường vô, nhưng mà anh nghĩ cũng được, là tại bên kia nó cũng có cái tiệm rồi, đúng không? Thì anh cũng target vô luôn, cũng target dạ yeah. Anh cũng sẽ target vô tiệm nail, anh để cái, anh sẽ lấy hai cái bảng ở sau xuống nha. Dạ dạ dạ. Dạ, anh sẽ lấy nó xuống rồi thì anh sẽ nếu mà họ lấy hết cái này thì good, còn nếu họ không lấy thì anh sẽ subdivide nó ra, rồi anh sẽ cho họ build out để mở thêm một cái cửa bên đây nữa. Coi như mình hoàn toàn subdivide được hết ha, hai bên, ba bên luôn ha. Subdivide hết thì lúc mà anh dẫn tới. Không, anh phải lấy hai cái bảng đó, anh phải có cho bạn nào drop ở văn phòng em hai cái bảng. Được dạ. Yeah. Ý em là nếu như mà cái bạn 1.000 quay phía đó mà lấy thì anh nghĩ cái corner bên anh, đó anh, mà bạn chịu. Tại vì 1.000 là minimum, tại mới đầu khi nói với anh là 1.000 đến 2.000, anh nói để mình thì coi, anh cho nó cái chỗ đó 1.460 là perfect luôn ha. Thì cái rate của mình flexible với nó với chút cho có một cái restriction nữa là cái người tenant ở phía sau này của em đó, họ reserve mấy cái parking ở ngay góc mình ạ. À, coi như là cái DI Central á, dạ, DI Central họ nói là những cái mà ở phía bên góc bên này nè là không được. Nhưng mà có thể là mình sẽ sơn màu, anh sẽ đổi màu sơn thẳng thợ đang làm á, kiểu đổi màu sơn của cái đó, cái line thôi, đổ màu đỏ, đổ màu đỏ thôi để đừng có no parking cái đó thôi, cái nó dạ, ghi là reserve, thế ghi reserve thì nó tốn hơn, mình đâu cần. Bây giờ nó chỉ đặt có mấy cái anh sơn màu đỏ thôi, dạ. Sơn màu đỏ đổi màu nó phạt vô đó. 3-4 cái slot đầu tiên đó. Ok, 3-4 cái đầu tiên ha, thì dạ, thì sẵn tiên. Thẳng thợ của anh đang thì làm thì nhiều khi cái smoke shop nó ngay đó mà mẹ không cho nó park ở ngay đây thì cũng hơi khó. Nói chung là nếu mà được ngay tới nó, xe của em chở ngược lại đây là ok. Để đi ra là tại cái hôm đó là tụi em tính chặn cái chỗ này lại, không có cho thằng Chamber Commerce thì nó parking ké bên mình, thì nó hay parking ké bên mình tại vì nó chạy qua được á, tính chặn cái khúc đó lại luôn, nhưng mà chắc cũng không cần đâu. Đó, để về cho nó cũng, cho nó nhìn nó cũng nhìn nó rộng rãi hơn em. Dạ. Thì nếu vậy thì anh sẽ block 3 cái trên kia lại thôi, cho cái reserve cho cái building đằng sau. Dạ. Với lại ngay cái chỗ mấy cái cây hoa ngay cạnh. Đó bây giờ hai cái parking handicap nè, hai cái handicap đó. Đó. Ok, reserve hết luôn 5 cái ha. Reserve hết 5 cái cho bên ở building đằng sau. Dạ. Ok. Còn bên đây hai cái handicap chị, hai cái handicap, ba cái này là okay, hai cái handicap thì no, tất cả khúc
khúc chỗ đó là của cái building đó đằng sau, cho nên em tính là 5, tại hai cái handicap nó đã có sẵn nhưng mà ở đây cũng không được phạt chỗ đó. Bên đó. Dạ, ồ cái đó thì nếu handicap thì chắc họ đâu như handicap for. Nhưng mà tụi nó muốn giữ thì mình sẽ làm, mình sẽ làm thêm handicap ở đây chị. Mình là sẽ làm. No no, cái handicap của cái building đó thì mình cứ để vậy thôi, mình chừa hai cái đây cho nó nè. Em nghĩ là cái này là perfect cho nó, tại nó nói từ 1000 đến 2000 thì cho nó nguyên cái này nó sẽ rất là thoáng. Yeah. Tại nó cái đó nó không cần, không biết nó có cần phải phay mặt ra đường hay không thì nó có thể mình nói chuyện với nó, còn không thì cho nó lên trước. Anh muốn, em muốn đổi, anh đổi, anh có đem bóc hay không ạ? Dạ, dạ nếu em cần á em lấy đi, tại vì anh bóc nhiều lắm. À, bóc à, thì that's why mà mấy chị mới hỏi cái code, chứ thường thường code của tụi anh á là tụi anh có sẵn rồi đúng không? Ai tới vô ai tới agent nó tới nó show là nó show thôi à. À, ok, Kevin vừa mới quay cho quý vị coi xong một cái YouTube ngắn về cho thuê bất động sản thương mại, thì mọi cái nó khác nhau hết. Thì quý vị vừa mới coi xong một cái, để Kevin sẽ có cái khác thì Kevin sẽ giới thiệu cho quý vị thêm. Cảm ơn quý vị đã rất là nhiều đã theo dõi YouTube của Kevin. Nếu quý vị thích coi những cái YouTube về real estate giống như mua bán nhà rồi shopping center kiểu này, hoặc là nhiều kiểu khác nhau, hoặc là cần quản lý cho thuê hay là vay tiền thì bất cứ gì về bất động sản thì có thể liên lạc với Kevin nha, hoặc comment ở dưới. Số phone của Kevin là 281-748-4874, 281-748-4874, nó cũng nằm ở dưới cái link ở dưới nếu nếu quý vị cần thông tin đầy đủ, nằm ở phần ở dưới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn quý vị trong video lần tới. Thank you, bye bye.